Chào các bạn, mình là Linh đây. Đổi súng á? Đấy, rồi đổi thì đổi. Súng này thì ngon quá, MP5 Ice. Rồi hôm nay chúng ta sẽ trở lại với Truy Kích Việt Nam nhá. Mấy hôm nay đi du học lâu quá rồi, nên đâm ra anh em hơi nhớ à. Mình cũng nói chung là tìm lại được bộ vũ khí rất là cổ điển ngày xưa đấy, AK các kiểu. Nhưng mà thôi, vì anh em rồi mình sẽ lại chơi khẩu MP5 vậy. Tại mình đổi mà. Kìa top à, ui giời ơi, cần chiến ngay, cờ núp cờ lét. Được. Ui ôi, gọi là bá vương một thời chỉ gọi là được so sánh với ông hoàng nanh độc, nó chứ ai. Thôi chơi với chuẩn thêm, bốc phép đi thôi. Đấy, sợi hợp lý ở đấy. Bay ra, ui chết luôn. Ui kìa, con đồ to ngon kìa. Ui, con đồ to trốn rồi. Shit. Ok. Có con béo đây này. Có hòm hay mình lùm mẹ hòm bây giờ. Nhặt hòm đi. Ôi giời ơi, tiếp chiếc 7 Diablo. Trời ơi, chơi dụ long thương rồi. Ở đây đây. Qua đây. Ôi giời ơi, không có yếu đâu bạn ơi. Thôi. MP5 dã hỏa. Ui, em nhìn thấy combo này nó quen thuộc không? Má, toàn vũ khí VIP một thời. Trốn làm sao được. Té. Chạy đã. Chạy đi. Đồ to sau lưng anh em ơi. Ôi quá, nó rơi rồi kìa. Ôi, 5 kill, mình lo được. Vui vết rồi. Thì giả chơi mấy cái bộ combo kiểu ngày xưa này hoài niệm vãi. Cái combo này mình... Cái khẩu MP5 dã hỏa này mình một thời xót xa cho cái gọi là số phận hẩm hiu của em ấy. Là tại sao em ấy lại không có cái khả năng tại sao em ấy lại không có cái tăng sát thương với zombie ấy. Nhưng mà tính thời điểm bây giờ hình như là MP5 đâu, M500 chứ. M500 thì anh em sẽ có nhiều cái hơn rồi. Mình cứ nhớ là có còn loại VIP rồi ấy. Nên là rồi cái loại dã hỏa này mình ít ai chơi lắm. Mình không biết là anh em còn nhớ hay không thôi. Này nó cay mình rồi anh em ơi. con chú quỷ đần vãi. Nó có những khả năng nhảy cao mà. Bây giờ nó không biết mình ở đâu rồi mà. Nó biết mình. Chú quỷ đần vãi trưởng á. Tầm này nó vả là 2 phát là đi một thằng rồi. Nhưng mà nó mình không biết sao nó chạy cơ. Ok. Để xem là có cái vũ khí gì khác không. Ui đây. M4A một VIP. Lớp skin hộp quà Noel. Mà thôi. Ui cái này để hơi VIP quá nhỉ. Thế này anh em có sợ quá không? Chết rồi. Leo đây. Mình rất là mong hôm nay mình sẽ gặp được quân dây cụ. Để xem mà thanh niên này đã đủ lên 100.000 kill chưa. Chứ mình nghĩ là đủ đấy. Hình như là nếu anh em bắn AI thì nó nhanh hơn đúng không? Nhưng mà mình thấy là quân dây cụ hầu hết là toàn bắn ấy mà. Ok. Vãi trưởng. Thôi. Cái này hơi khốn nạn quá. Xin lỗi anh em, mình đổi số vũ khí nhé. Mình đổi vũ khí. Thôi hôm nay chơi AK đi. Ôi chết luôn, sao cảm giác súng cứ mạnh mạnh ấy nhỉ. Hay là sao mình bắn hay quá ta. Chạy đi bạn. Ôi dồi. Ui, cận chiến không chết kìa. Xui rồi. Hay quá, mình bắn đi hay quá. Ê, thanh niên dâu quay nó vừa cho mình bữa súng này. Ui. Ok. Top 1 là 500 điểm anh ạ. Mình đo được nhá. AK đâu. Cái nút click 2. Kiểu mình chơi bên CF rồi ấy, thì mới nhận ra là cái cụ nút click của mình nhìn đần vãi trưởng. Uầy. Hay thế. Ui kìa, cũng chết kìa. Ui, hai thằng nháy luôn, cận chân nháy kìa. Ui. Ok. Chạy đi đâu. Nào AK. Thằng đồ to yếu lắm rồi đấy.
Ôi kìa. Ui đồng thế. Ôi, một thằng rơi này. Một bé này. À, vẫn được một bé thôi. Ôi kìa. Ôi, không chết luôn. Cứu 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 bạn ơi. Bạn đông quá. Ui rồi nó lại có ép rồi. Ai lìn bắn mãi không chết, kiểu khỏe thế. Mẹ đồ to. Thứ gì. Đâu có đồ to rồi, yếu lắm rồi đấy. Ok. Đấy có đồ to kìa, nó đang đi hồi máu kìa. Chết luôn, sao khỏe thế. Sao mình bắn con đồ to có hơn 100 máu nhỉ. Đồ to bây giờ được búp à. Đây. Chết ngay. Mẹ cái đồ to nó cứ rình rình mình cái thế nhỉ. Oai nhỉ. Ui chết luôn mình giật mình. Đời ơi con hàng đây rồi. À, bật chết luôn kìa. Khỏe thế nhỉ. Ở à, đây. Chết đi. Ok. Ok. Mà ui giời ơi. Game nhân phẩm. Đấy, bắt thế thì chết luôn. Rồi nó toàn hồi sinh kìa, nhìn cái kiểu hồi sinh của chúng nó kìa. Cứ hồi sinh trước mặt tôi sợ thật. Xong. Nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Quyết tâm rồi kìa, đã hạ quyết tâm là phải cận chiến được. Ôi xong. Hay quá, lắc mẹ luôn mà. Cần chiến chỉ có nháy không? Không rồi, mình sẽ bắn chết. Ờ, ok. Rồi. Tài khoản đưa ra nhà bài. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.